xin được mến chào các thính giả. Kim Thanh biết rằng là mọi người đang chờ đợi giọng nói oanh vàng của Diệu Minh Lê. Nhưng mà không bao giờ, không bao giờ có chuyện đó xảy ra. Ủa là sao? Có tôi thì không có chị Diệu Minh. Ủa, chứ không phải chị Diệu Minh là người chị tâm linh tương thông, người chị... Đã từng thôi, nhưng mà bây giờ tôi mới nhận ra chân ái của tôi là chị Tám Sài Gòn. Tại chị nguyên lực hơn chị mới lên trước sao? Tại vì tuần này là Thu với Kim Thanh phải nói vậy thôi, chứ mấy tuần trước đâu có gặp Kim Thanh đâu, chỉ gặp Diệu Minh. Mà mọi người biết không, để Kim Thanh tố cho Đăng Khoa nè, là tại vì chị Diệu Minh đang vi vu ở Hàn Quốc sung sướng chụp hình với Lee Min Ho, là hình trên poster đó mọi người. Thì á, Kim Thanh phải đảm nhận thay Diệu Minh tuần này. Và Kim Thanh đã phải ra tối hậu thư với Châu Đăng Khoa rằng bình thường không có em chị không quan tâm, nhưng mà tuần này bắt buộc em phải tham gia, tại vì không có em chị không thể dẫn một mình được. Thấy chưa? Cái vị trí của tôi nó rất quan trọng, nó vô cùng quan trọng, mọi người hiểu chưa? Đâu phải muốn thay ai là thay đâu. Nhiều khi bây giờ hả, có mời Minh Tuấn tới đây thì cũng vô ích thôi. Ok. Đó. Tới nước mà Diệu Minh thuộc luôn cái phong cách của Châu Đăng Khoa, mỗi lần ta nói câu gì sẽ trả lời ra làm sao luôn. Hay quá vậy. Trời ơi, chị cũng thuộc luôn mà. Vậy đây chứng tỏ hai chị rất là yêu mến em. Bình thường á, Diệu Minh ở trong chương trình thực đơn âm nhạc mà dẫn với Kim Thanh á, thì Diệu Minh sẽ đóng vai Thảo Mai. Nhưng mà bây giờ Khoa đâu có thể Thảo Mai được, đúng không? Được, em được, em được, em làm được. Em trưởng thành rồi chị ơi. Thiệt không? Thiệt. Trời đất ơi, chị coi này, em khen từ đầu tới cuối cho chị thôi. Đây toàn là những tác phẩm âm nhạc kinh điển, kinh thánh của âm nhạc để đời. Nhưng mà cái giọng người ta, Thảo Mai người ta khen á, cảm giác rất là thật lòng. Nhưng mà khi cho Đăng Khoa mà khen á mọi người Thảo Mai thì cảm thấy là giống như là một cái sự khịa hay là dìm hàng gì đó. Trời đất ơi, mọi người hơi bị nhạy cảm quá rồi đó. Thực sự mà nói thì nếu mà tôi khen chứng tỏ là nó rất là hay đó nha. Nói chung là dạo này cái list nó hơi hẻo quá nha mọi người ơi. Tại mấy tuần nay thì mọi người ít ra âm nhạc quá. Giống như Khoa nè, đâu có ra nhạc mới cho Sophia đâu. Thực ra thì nhạc mới nhiều lắm á, nhưng mà có cái vấn đề là đang chưa có cái mood để ra. Đây, ra cái thời điểm thôi. Đầu năm này á là một cái thời điểm mà dường như là mọi người có để ý không, là các ca sĩ đều ít ra bài hết. Có lẽ từ mùa hè trở đi á thì mọi thứ nó mới vào guồng hơn. Tại vì thường là nếu mà ra nhạc sớm á thì tất cả các ca sĩ đều sẽ ra trước Tết. Còn lại sau Tết thì cũng phải mất một cái khoảng thời gian để mà Lấy đà. Đúng vậy. Ví dụ như là vào mùa mưa chẳng hạn, khi mà các show diễn sẽ bị hạn chế hơn, thì lúc đó là các ca sĩ sẽ tập trung để sản xuất music video, phát hành cái khúc mới, để qua mùa mưa rồi chúng ta lại tiếp tục đi diễn. Nó như là một cái vòng xoay vậy đó mọi người. Còn hiện tại thì mọi người hãy ráng chờ thêm một chút nữa nhé. Nhưng mà năm nay kinh tế khó khăn không Khoa? Kinh tế khó khăn đó chị. Em nghe mọi người nói là kinh tế sẽ bị down xuống và cho đến năm 2025 mới phục hồi lại. Ví dụ như từ đầu năm giờ em thấy là thu nhập của em tăng lên hay giảm xuống hay y vậy? Thu nhập của em thì nó cũng đều vậy thôi, chứ nó cũng không có cái gì mà gọi chấn động hết đó, để mà gọi là trời đất ơi, vô được một khúc to hay là cái gì. Đủ sống, đủ ăn thôi chứ. Vậy là kinh tế đâu có đau. Đau đó chị. Tại đau là em sẽ ít shop, ít tiền như lại. Mọi năm đó, đầu năm như bây giờ là sẽ bắt đầu cuộc chạy đua của những campaign. Tuy nhiên năm nay thì có vẻ mọi thứ hơi vắng lặng một chút xíu. À mà Kim Thanh là người nhận cái phần thông tin á trên fanpage. Mọi người nói rằng là rất là tiếc khi mà một khoảng thời gian rất là dài không có sự xuất hiện của Châu Đăng Khoa. Mà không biết là Diệu Minh có truyền tải cái điều đó cho em chưa? Có, thì em cũng có nghe chị Diệu Minh chia sẻ. Thì Diệu Minh cũng có gửi cho em cái những cái hình ảnh mà bình luận hay là comment hay là email của khán giả gửi gắm về cho chương trình, rằng là mọi người đã cảm thấy nhớ em như thế nào. Và cái điều đó làm em rất là xúc động á. Thật sự Vinh là em đã quyết định là sẽ quay lại cùng với mọi người. Để coi được thì, mấy ngày. Mọi người cũng biết á là thật sự là chúng tôi làm cái công việc này là hoàn toàn vì đam mê á. Chứ còn nếu mà vì tiền, vì bạc hay là gì đó thì có lẽ là chúng tôi đã lựa chọn một cái công việc khác mà nó hấp dẫn hơn. Tuy nhiên thì cái việc mà mình gắn bó với chương trình trong một khoảng thời gian rất là dài rồi như vậy á, là một cái điều mà không có dễ dàng gì mà để mà thay đổi đâu. Vì vậy nên mọi người cứ yên tâm đi, tôi sẽ còn ở đây dài. Nhưng mà cũng tùy theo tuần đó mọi người ơi. Dạ. Ví dụ như lịch của ảnh như thế nào nè, lúc đó ảnh có buồn ngủ hay không? Đúng là hiện tại là cái lịch Khoa cũng khá là dài, ngày nào cũng từ sáng tới tối hết trơn á. Nên là hy vọng là mình sẽ đủ sức khỏe để mà có thể theo đuổi được không chỉ chương trình này mà còn là nhiều những chương trình khác nữa. Nhưng mà để tốn mọi người á, là có một cái tuần á mà Kim Thanh với Diệu Minh là tố thẳng cho Đăng Khoa trên sóng luôn á. Là cái tuần đó là cho Đăng Khoa đã đi tới cổng đài rồi mọi người, nhưng mà vẫn quyết định quay về để ngủ đó mọi người. Quá
mệt đi mọi người, hiểu không? Dù Khoa có xuất hiện đi mà cũng không thể nào mà đủ minh mẫn, tỉnh táo để mà dẫn được cùng với lại hai chị đâu. Thật sự là nó quá buồn ngủ, nó quá mệt, quá kinh khủng khiếp. Nhưng mà tuần này thì em mới ngủ dậy. Không, mới ngủ dậy. Tuy nhiên là vẫn còn đang rất là buồn ngủ đó. Sau khi mà dẫn chương trình này xong là em sẽ về nhà và em ngủ một giấc thật là đã nè. Tức là ngủ nữa. Đúng rồi. Hôm nay lẽ ra em có lịch đi tập gym buổi tối rồi đó, nhưng mà em đã quyết định không đi tập nữa. Mọi người ơi, Châu Đăng Khoa bây giờ đã khác xưa rồi, chịu đi tập gym rồi đó. Đúng mọi người rồi. Và 2 tháng qua nhá, là Khoa đã không bỏ một ngày tập nào. Trời ơi, xuất sắc quá. Có phải là em không? Đó, em cũng không ngờ được là bản thân em luôn á chị. Là Châu Đăng Khoa mà chị biết đó sao? Đúng rồi, đó chính là em đó chị. Một phiên bản Châu Đăng Khoa khác nhưng mà ngon hơn xưa rất là nhiều. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Đúng rồi. Vâng, và bây giờ là ca khúc đầu tiên, Vì Em Là Cả Thế Giới, sáng tác của Danh Bi và Nguyễn Minh Tú, với sự thể hiện của Danh Bi, Hoàng Tôn và D-Small. Bài hát này thì thực ra mà nói thì là một cái ca khúc mà Hoa cảm thấy là khá là dễ nghe. Đặc biệt là phần chorus của Hoàng Tôn là một cái điểm sáng ở trong cái bài này. Hình như là em rất là thích giọng của Hoàng Tôn đúng không? Đúng vậy, ngày xưa em rất là thích giọng của Hoàng Tôn. Ngay từ thời mà em học cấp 3 là em đã nghe giọng Hoàng Tôn rồi. Và lúc đó hai cái người mà trong lòng em mà em cảm thấy mà hát R&B rất là hay, đó chính là Đinh Mạnh Ninh và Hoàng Tôn. Đó chính là hai giọng nam mà bắt Mạnh Ninh, nam Hoàng Tôn. Gọi là hai người chính là hai giọng ca nam mà đỉnh nhất trong cái thế hệ của tụi em. Và cho đến bây giờ thì Hoàng Tôn dường như vẫn chưa có bị mai một đi cái kỹ năng ca hát của mình đâu. Giọng hát vẫn rất hay, vẫn rất sáng, vẫn rất là cuốn hút và lay động lòng người. Tuy nhiên Khoa nghĩ là Tôn hay là Danh Bi cũng vậy, cần một cái ca khúc và nó phù hợp với chất giọng của mình hơn, để mà có thể có nhiều đất diễn hơn, show off được nhiều kỹ năng hơn. Giống riêng trong bài này thì dường như là Danh Bi đang làm nền cho Hoàng Tôn chấp nhận hát phần verse với những cái quãng thấp như thế, thì khá là khó để mà Danh Bi có thể show up được skill của mình, cũng giống như là thể hiện được những cái khoảnh khắc đẹp ở trong cái giọng hát của mình. Cái điểm trừ của cái ca khúc này đó chính là một cái bản phối mà nó đều đều từ trước đằng sau và dường như nó không có biến chuyển nhiều. Khoa cảm thấy là nó hơi bị thiếu hiệu quả, rất là tiếc nuối ở phần này. Một cái khúc mà có một cái bản phối mà nó sập sình từ đầu tới cuối và nó không có nhiều biến chuyển, khá là tiếc nuối. Nhưng mà ở một cái góc độ là tai nghe bình thường như chị thôi nha, mình nghe cái bài này cũng dễ nghe nè. Đúng rồi, dễ nghe, bản thân ca khúc thì nó dễ nghe. Nhưng mà cái bản phối thì nó lại chưa có làm tốt cái vai trò của nó. Và hình như là đầu năm các bạn cũng ít đầu tư làm MV nhỉ? Thực ra nhiều cái mô hình MV mà quá đơn giản như thế này thì em nghĩ là ở nước ngoài họ làm rất là nhiều ấy. Tại vì bây giờ mà cái xu hướng mà MV mà làm theo kiểu drama, kịch bản, kịch tính, plot twist các thứ thì bây giờ nó đã hơi bị cũ rồi. Cái MV chỉ là cái phần mà bổ trợ cho cái nhạc thôi. Vì vậy nên là Khoa nghĩ là một chiếc MV đơn giản như thế, khoe vẻ đẹp trai của hai anh là đã ok rồi. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục với ca khúc thứ hai của tuần này là Thanh Âm Em Để Lại, do Trung Quang sáng tác và thể hiện. Kim Thanh muốn chia sẻ là cách đây khoảng hình như 2 năm không? Nói chung hơi lâu lâu thì Trung Quang có một bài tự sáng tác, hình như là bài đầu tiên Trung Quang tự sáng tác và giới thiệu đến mọi người. Lúc đó là Khoa dẫn thực đơn âm nhạc và rơi vào trúng cái tuần của Kim Thanh. Thì Kim Thanh nhớ là Châu Đăng Khoa đã khen là Trung Quang rất có tiềm năng về mặt sáng tác. Với cái bài hát này cũng vậy, đây là một cái bài hát dễ nghe. Và nếu như mà mọi người không nói rằng là trước đây Trung Quang hát bolero thì bản thân Khoa cũng sẽ không thể nào mà tưởng tượng ra được rằng là lại cậu ấy lại hát nhạc trẻ hợp đến như vậy. Và Khoa nghĩ là Trung Quang hoàn toàn có thể đi theo dòng nhạc trẻ hiện đại như thế này. Thực sự là giọng của Trung Quang rất là hay ấy. Chỉ có một cái điều là Khoa cảm hy vọng là Trung Quang sẽ tìm được một producer hiểu mình hơn, để cả hai có thể cùng nhau mà sáng tác và làm ra những cái ca khúc mà nó mới mẻ hơn một tí. Tại vì những cái bài hát như thế này á, thì tuy là nó dễ nghe nhưng mà hiện tại thì Khoa cảm thấy là nó hơi bị cũ rồi. Hy vọng là Trung Quang sẽ luôn cập nhật những cái xu hướng mới và khai thác làm sao để thể hiện được hết những cái kỹ năng ca hát cũng giống như là cái quãng giọng đẹp của mình. Chứ còn hát những ca khúc mà nó đơn giản như thế này thì nó lại hơi tiếc cho chất giọng của Trung Quang. Mặc dù Trung Quang được mọi người biết đến là từ thần tượng bolero, nhưng mà bây giờ Khoa có thấy là những cái sáng tác ở mảng nhạc trẻ của Quang cũng như là phần hát cũng dễ chịu đúng không? Đúng rồi, rất là dễ nghe, dễ chịu. Nhưng mà nếu như chỉ dừng lại ở mức dễ nghe, dễ chịu thôi thì chưa có đủ. Và để gây được ấn tượng với khán giả thì Khoa nghĩ là cần phải mới mẻ hơn, đổi mới hơn, cập nhật xu hướng hơn nữa.
Và bây giờ chúng ta có thể để ý xem là những ca khúc của những ca sĩ Gen Z hiện tại các bạn đang hát cái gì. Có một điều trong clip này làm chị thích, nó không liên quan đến âm nhạc. Thủy cung aquarium hả? Chị thích nhìn cá đó, nhìn dễ thương. Sao tự nhiên nghĩ ra cái ý tưởng cho ban nhạc? Đúng rồi, nghe đó cũng rất là hay chứ, thường như dường như là chưa có ai làm vậy á. Đúng rồi, mới mà, mới mẻ. Thủy cung đó là ở đâu chị? Hình như Phú Quốc hay đâu đó. À, dạ, em chưa từng đi, em chưa này, từng nói đi, chung là thủy cung ở Việt Nam chứ đâu có thể mà ra nước ngoài quay dễ vậy đâu. Chị nghĩ là Phú Quốc á. Tại vì cái đợt trước là anh Tuấn với lại anh Bo với Trung Quang cũng quay mấy clip ở ngoài đó rồi. Thì chị nghĩ là sẵn tiện mọi người quay lại rồi bắt đầu phát hành từ từ đó. Thấy không, ta vậy ta mới tiết kiệm. Quá tiết kiệm luôn. Khoa nên học hỏi những cái này. Làm cho Sophia một cái series, mỗi lần đi chơi ở đâu là cứ cầm máy quay 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 lại rồi để dành. Quyết định là quay ở nhà. Ra lan can quay. Không, ví dụ như mỗi lần đi đâu á là cứ quay một khúc xong về ráp lại. Miễn có cái mặt mình trên cái sản phẩm là được rồi. Hy vọng là giống như em đi Hàn Quốc đó. Năm nay Khoa sẽ không có lười biếng nữa. Sẽ chăm chỉ hơn để có thể mà ra mắt được nhiều ca khúc hơn cho mọi người nghe nha. Tuần này mashup rồi kết hợp khá là nhiều. Tiếp theo đó là mashup Em Không Quay Về Và Chẳng Thể Tìm Được Em, sáng tác của Hoàng Tôn và Phúc XP, qua phần cover lại bởi anh Tú Atos là chồng của Diệu Nhi và Quân AP. Chồng của em. Alo, chồng của các chị em. Lộn. Cái này là trong series Biển Của Hy Vọng. Thực ra mà nói thì cái series Biển Của Hy Vọng, nếu như mà mọi người xem theo dõi từ đầu tới bây giờ thì mọi người sẽ thấy là cái định hướng âm nhạc của Tiên Cúc Kỳ dành cho cái chương trình này đó chính là cái sự nhẹ nhàng, sâu lắng và hơi chill một tí. Gần như là tất cả các bạn phối trong chương trình thì đều được làm nhẹ nhàng lại hết. Cái điều này thì nó cũng có cái mặt hay của nó. Nó sẽ làm cho mọi thứ nó có một cái đường dây rõ ràng hơn và nó có tính liên kết với nhau hơn. Tuy nhiên nó cũng có một cái mặt trái, đó chính là nó sẽ thể hiện được cái khuyết điểm của cái giọng hát của những người ca sĩ rõ nét hơn. Với cái bài hát này thì chúng ta sẽ nhìn thấy được cái sự vụng về lóng ngóng của anh Tú lẫn Quân AB khi mà hát mashup này. Và cái phần mixing cũng để cho rất là khô, gần như là không có reverb nhiều. Đây là nghe cảm giác giống như là mọi thứ nó rất là mộc mạc đó. Nhưng mà cái sự mộc mạc đó chỉ hay khi mà giọng bạn thực sự xuất sắc thôi. Còn mà hát mà như thế này thì với những cái bản nhạc chậm như thế này, tiết tấu chậm rãi như thế này thì rất là dễ bị lộ khuyết điểm ra. Quân AB hay là anh Tú thì đều hơi còn non nớt trong cái chuyện này. Chị nghĩ riêng trong cái clip này đó, mình không cần nhận xét về phần hát. Nhận xét ai đẹp trai hơn hả? Tại vì hai cái video đó là đủ để mình xem rồi. Ok, vậy chúng ta tắt tiếng đi. Bật màn hình lên ngắm vậy thôi. Mà bây giờ giữa nét của anh Tú và nét của Quân AB thì em thích nét ai? Quân AB hơn chứ. Quân AB chồng cưng cưng kiểu gì. Nhưng mà cái người chồng quốc dân là anh Tú nha. Người chồng quốc dân là chồng của người ta. Còn chồng của mình là nó khác cái chị. Trời đất ơi, chị sao vậy? Nhưng mà anh Tú thật sự dễ thương đúng không? Gần như hai bạn này là em chưa có tiếp xúc bao giờ á. Anh Tú là chưa tiếp xúc là chị tự hiểu. Tại vì phân khúc đôi khi nó hơi khác. Nhưng mà Quân AP em chưa tiếp xúc luôn. Thật ra cũng có tiếp xúc rồi. Nhưng mà không có ấn tượng sâu đậm lắm. Có đi nhậu với Quân AP vài lần. Ủa vậy còn nói là chưa tiếp xúc. Nhưng mà em lo nói chuyện với người khác không à. Ủa gì kỳ vậy? Thì nói chung là Quân AP cũng rất là dễ thương. Hay anh Tú cũng rất là dễ thương. Cả hai đều rất là dễ thương. Đó. Vậy đi. Nhưng mà nếu như xét về giọng hát á, chúng ta có thể thấy là Quân AP sửa một cái giọng có màu sắc rất là riêng biệt. Chỉ cần nghe thôi là biết là của ai rồi. Còn riêng với anh Tú thì có vẻ như là có nghĩa là Tú cần thêm thời gian để trau dồi, cũng như là để lựa chọn cho mình một cái màu sắc nó riêng biệt hơn. Tại vì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy được trên thị trường á, tất cả những ca sĩ nổi tiếng nhất đều không phải là những người hát hay nhất, nhưng chắc chắn rằng họ sẽ là những người có màu sắc riêng biệt nhất. Và cái điều này là cái điều mà Quân có nhưng mà Tú chưa có. Ở góc độ của chị thì chị với Diệu Minh cũng rất là đồng ý với nhau là cái chuyện là cái màu giọng của Quân AP rất là riêng biệt. Ngày xưa còn na ná Tuấn Hưng nhưng mà bây giờ nó có màu riêng rồi. Nhưng mà cái cách xử lý của Quân AP á, thường là cái cách biến hóa nó không có linh hoạt. Thành ra là chưa có dấu ấn riêng trong cái việc xử lý bài hát. Nếu mà Quân làm tốt cái phần đó thì mình nghĩ là thời gian sắp tới sẽ ổn hơn. Còn anh Tú thì không chỉ đi hát mà anh Tú còn diễn kịch và đóng phim nữa. Cho nên ở góc độ là một nghệ sĩ giải trí á, thì mình nghĩ là thôi, diễn viên mà đi hát có show, có chậu, có bài vậy là cũng được rồi. Đồng ý không? Không.
Rõ ràng là chúng ta khi mà làm bất cứ thứ gì, chúng ta cũng mong muốn rằng mình sẽ làm tốt nhất có thể. Nếu mà cảm thấy dễ dàng hài lòng với mọi thứ quá thì thôi, tốt nhất là chúng ta đừng làm. Nói chung là cho Đông Khoa khó lắm mọi người ơi, Kim Thanh dễ dãi lắm. Rồi bây giờ để tôi coi cái bài này cho Đông Khoa sẽ nói gì. Điều buồn nhất, sáng tác của Kaiden và Sofia Cover trong chương trình Live Past of the Soul. Đây là một trong 10 ca khúc nhạc Việt Nam mà Khoa yêu thích nhất. Nếu mà mọi người kêu Khoa kể tên ra 10 ca khúc nhạc Việt Nam mà nào mà Khoa thích nhất á, Khoa hay nghe nhất á, thì Khoa có thể kể liệt kê liền là Điều buồn nhất nè, Thế hệ tan vỡ nè, đó là hai ca khúc của Kaiden rồi đó. Bài thứ ba là Một đêm say nè, hay là Buồn thì cứ khóc đi nè. Đó là những cái bài hát mà Khoa thật sự là rất là thích luôn và nghe đi nghe lại rất là nhiều lần. Bản cover lần này á, thì Khoa đã xin phép Kaiden và gửi cho Kaiden nghe khi mà Sofia hát á, thì Kaiden rất là thích luôn. Hứa hẹn rằng là sẽ có một cái bài hát nào đó trong tương lai mà Kaiden sẽ viết cho Sofia. Còn nói về giọng hát của Sofia thì thật sự là rất tuyệt vời. Hát gì cũng hay. Người nhà người ta khen. Thật sự là như vậy luôn. Có cảm thấy tự hào với giọng hát này vô cùng. Mỗi lần nghe sướng cái lỗ tai. Và nếu như mọi người có thể và có cơ hội, mọi người hãy thử đến một cái show nào đó của Sofia để mà nghe cô bé hát live đi. Tuyệt vời. Bản thân mình là người trong nhà nghe hoài, ngày nào cũng nghe mà còn thấy hay nữa. Thì đúng rồi, càng thân thương thì không càng phải sẽ đâu. Cảm thấy yêu thường thương mà nghe hơn. Nhiều quá sẽ bị ngán đó, chán. À, nhưng không. Thiệt. Chị đã phát hiện ra một cái điều là giống như ngày xưa chị gặp một cái người nào đó là chị thấy là chị còn nhìn là cái người đó đẹp hay là xấu. Nhưng mà khi mà tiếp cận cái người đó một cái khoảng thời gian á, xong cái chị thấy mọi người dần đẹp lên. Tức là khi mà càng làm việc chung với đúng. Nhau, mình càng nhận thấy những cái điểm thú vị của họ, cái mình thấy họ có sức hút hơn. Đó là một phần thôi. Nhưng mà chị cũng phải hiểu là có nghĩa là qua thời gian thì con người ta trưởng thành hơn nè, con người ta cũng phải tự trau dồi bản thân mình nhiều lắm để trở thành một cái phiên bản nó toàn vẹn hơn. Chứ không thể nào mà cứ mãi dậm chân tại chỗ, 1 năm, 2 năm, 3 năm sau vẫn như trước thì nó thì đúng nó rồi, nó tất cả chúng ta đều tiến triển, đều phát triển, đều thay đổi chút chút mỗi ngày. Nhưng mà dĩ nhiên là gà nhà mình thì mình sẽ cảm thấy là có thiện cảm hơn là đương nhiên. Tất nhiên rồi, nhưng mà là Sofia thật sự hát rất hay á. Chị có nói Sofia hát dở đâu. Có thể nói là một trong những cái giọng ca mà hàng top của Gen Z hiện tại. Có thể là tự hào mà nói rằng như thế. Có thể là về ngoại hình thì Sofia sẽ hơi bất lợi một tí, khi mà không phải là cái gu của khán giả Việt Nam. Khán giả Việt Nam thì thường thích là những cái bạn mà sẽ có dụ như là da trắng nè, thon thả, mảnh khảnh, mignon, xinh đẹp, kiểu Hàn Quốc chẳng hạn vậy. Nhưng mà Sofia thì là một cái kiểu khác, trông rất là to khỏe lực lưỡng, cao to đen thơm. Và thực sự thì ban đầu Khoa cũng muốn định hướng cho Sofia là trở nên gầy hơn, giảm cân nhiều hơn để sát với lại cái hình ảnh mà khán giả Việt Nam yêu thích hơn. Tuy nhiên thì thời gian gần đây Khoa đã suy nghĩ lại rồi và Khoa cảm thấy Khoa sẽ để cho Sofia được là chính mình. Và mọi người sẽ chỉ đến với Sofia bằng cái giọng hát, bằng cái tài năng của cô bé mà thôi. Chứ còn chúng ta không thể nào cứ phải khoác lên mình một chiếc áo nó không có vừa vặn với mình á. Tối hôm qua em có gửi cái bài này cho anh Mai Lê Trần là nhiếp ảnh gia, một nhiếp ảnh gia rất nổi tiếng. Anh Mai Lê vô cùng thích Sofia luôn. Gửi bài nào xa là khen nức nở, trời ơi nó hát hay quá em ơi, sao nó hát hay vậy em ơi, em đừng có bắt nó giảm cân nữa, em cứ để nó mập vậy đi, nhưng mà trông nó rất là tây, kiểu như vậy. Anh Myler là khen Sofia rất là nhiều. Hay là thậm chí là có những người đồng nghiệp khác trong nghề á cũng hay nhắn tin cho Khoa để mà khen Sofia này kia, và mình rất là respect về cái điều đó. Tại vì thường á, mèo khen mèo dài đuôi đúng không, thường người làm cùng nghề với nhau á, họ ít khi nào họ khen nhau lắm. Nhưng mà đây là họ chủ động, họ gửi lời khen như vậy thì chứng tỏ là họ đã rất là ấn tượng với lại Sofia. Ta nói là bụt nhà không thiên, thường là nó là như vậy. Tại vì Kim Thanh với Diệu Minh đã nói với Châu Đăng Khoa rất là nhiều năm trước và rất là nhiều lần á là Sofia là người có năng lực về giọng hát và cái ngoại hình á, mình đừng có để là cô bé phải bị áp lực vì cân nặng quá. Mình xây dựng dòng nhạc và tất cả mọi thứ như thế nào nó hợp với ngoại hình để build được cái giọng hát. Tại suy cho cùng đối với một ca sĩ thì giọng hát vẫn là cái trên hết, mà Sofia thì hát quá hay. Nhưng mà ổng không có nghe đâu, ổng cũng này kia lắm. Cho tới bây giờ thì sao? Thì sao cuối cùng ổng cũng quay lại những cái phần mà chúng tôi đã nói cách không đây mấy đâu. Năm rồi. Thực ra tôi cảm thấy rất là bực bội về cái chuyện đó. Thực ra
Tôi nói nặng, nói nhẹ, năn nỉ, hâm dọa, tất cả mọi điều tôi đã làm hết rồi, nhưng mà con nhỏ kia nó vẫn không giảm cân được. Thôi tôi mệt quá, tôi kệ nó luôn. Ủa, thì bởi vì mình mới nói làm sao cho nó fix với cái người nghệ sĩ của mình. Quan trọng nhất giọng hát, mà bé nó hát hay là được. Và chị thấy là Sophia đã trưởng thành hơn cực kỳ nhiều, cách xử lý tinh tế hơn. Chỉ có điều của Sophia là gì, do cái độ tuổi á còn rất là trẻ, cho nên là có những ca khúc, thí dụ như những cái người như Kim Thanh thì đòi hỏi cái sự trải nghiệm nhiều hơn trong giọng hát, thì có thể là cho Sophia sẽ cần thêm một thời gian. Nhưng mà còn với đa phần những ca khúc khác thì rất bây okay. Giờ chị hãy tận hưởng sự tươi trẻ của người ta đi. Thì đó, tận hưởng mới giới thiệu điều buồn nhất nè. Bài hát rất là hay. Tức là Khoa chia sẻ rất là nhiều link mà Sophia đã hát trong cái show này, và chị cũng có ngồi nghe hết, cày view cho Khoa dạy. Và cuối cùng quyết định chọn bài này, tại vì nó là một cái bản rất là khác so với Kaden. Tức là khi hồi nghe Kaden hát là mình tưởng tượng một cái anh chàng kiểu mạc, đúng rồi, kiểu rất là đàn ông á, rất là mộc mạc. Còn đây là tâm sự của một cô gái mà nghe cuồn cuộn hơn. Rồi bây giờ lại là một mashup Không Cần Phải Hứa Đâu Em và Tình Yêu Đến Sau của Phạm Khánh Hưng và Triết Phạm. Thì lần này Phạm Khánh Hưng và Mira Trần đổi hit cho nhau. Đây chính là bài hát cuối cùng nằm trong cái series của anh Hưng đúng không? Đúng rồi. Và bài hát mà Hưng đặt để nhiều tâm tư này kia, nói chung là Hưng đánh giá rất là cao tác phẩm này, cho nên muốn để cuối. Thật ra mình nói đây là cái bài hát mà em thích nhất của anh Hưng á. Đây chính là bài hát mà suốt thời học cấp 3 của em á, là hầu như lần cái đi karaoke nào với bạn bè em cũng hát cả. Và cho đến ngày hôm nay thì nhìn thấy là Mira với lại anh Hưng đổi hit cho nhau như thế thì làm cho mọi thứ nó dường như nó trở nên fresh hơn rất là nhiều. Tuy nhiên chỉ có một cái điều hơi tiếc nuối, đây chính là chị có để ý không, hai người hát chung với nhau nhưng thiếu kết nối quá. Thiếu kết nối là đúng rồi. Giống như là mất sóng Bluetooth vậy đó, không có kết nối với nhau được. Mira bên ngoài gọi Phạm Khánh Hưng là gì em biết không? Thì chú hả? Đúng rồi, khó thì có kết sao nối đâu lắm. Thì chú, hai chú cháu nói chuyện tâm sự kết nối với nhau chứ. Trời ơi, đây mà vô hát phần ai người đấy hát khổ lắm. Nhỏ thì hả, nó hát nhạc buồn mà mặt nó tươi roi roi. Ừ đúng rồi á, cười quá trời, vui dễ sợ. Còn ông kia thì còn buồn thiệt là buồn đó. Nó thiếu kết nối là như vậy đó, hai người không có kết nối được tâm linh với nhau. Nhưng mà vậy nè, chị lại thưởng thức cái bài này á, là chị quên đi là cái bài nó buồn hay nó vui, là chị chỉ thấy là Mira fresh quá, xinh rồi, quá, cưng quá. Chị để ý được cái thằng mà bé nó lúng liếng từng cái ánh mắt, rồi sao mà dễ thương quá. Nhưng mà lần sau mình hát bài buồn mình bớt cười lại nha con ơi. Nhưng mà em có thấy là bây giờ Mira đang rất sáng hơn, mọi thứ đúng đang rồi. Tập trung. Thật ra là mọi người nhìn đi, Mira đã xinh đẹp hơn xưa rất là nhiều. Mà Khoa nghĩ cái yếu tố này nó xuất phát từ cái việc là hào quang đang chiếu vào Mira. Hào quang của sự nổi tiếng á mọi người, khi mà hào quang chiếu vào nhìn bạn sáng lắm, bạn bắt mắt lắm, bạn tỏa sáng lắm. Dù cho là bạn có hát ở sân khấu nào, ngồi ở đâu, hát với ai thì bạn vẫn sẽ luôn tỏa sáng. Nhưng mà chuyện Phạm Khánh Hưng hát lại bài của Mira thì em có thích không? Em nghĩ là anh Hưng cần một cái khúc của riêng mình hơn là hát lại bài của người khác như thế. Tại vì cái bài này nó cần một cái sự gọi là power trong giọng hát hơn là cái phong cách nhẹ nhàng của anh Hưng. Đây là cái series remake mà đâu có thể là bài mới được. Bài mới thì phải là một dự án riêng chứ, đúng không? Vậy chúng ta cứ chờ xem sau cái những cái sản phẩm warm up này á, thì Phạm Khánh Hưng sẽ có gì cho chúng ta. Để Phạm Khánh Hưng song ca cùng với Châu Đăng Khoa, nhạc sĩ hát. Thật sự là cái việc mà anh Hưng trở lại á, là một cái việc mà em cũng cảm thấy rất là vui cho anh Hưng. Tuy nhiên thì em hy vọng á, là anh Hưng sẽ trở lại một cách ngoạn mục và nghiêm túc, chứ không chỉ là phát hành những cái sản phẩm cũ của mình ra xong rồi thôi. Hy vọng là anh Hưng đã chuẩn bị là sẵn sàng những cái ca khúc thật hay, thật là mới mẻ, thật là hợp thời để đánh dấu cái bước đường nghệ thuật của mình. Chị thì nghĩ rằng là cái chuyện mà Hưng là có sáng tác được hợp thời hay không hay là như thế nào, đó là một cái câu chuyện rất là khác. Nói một cách rất là khách quan nha, các bạn mà mang tiếng mà singer songwriter đó thì thường là các bạn sẽ không có lợi thế bằng các bạn thiên về singer thôi. Tại vì các bạn là ca sĩ thì các bạn sẽ hát được bài của rất là nhiều người, nhiều thể loại nhạc, nhiều khoảng thời gian khác nhau. Nhưng mà các bạn ca sĩ, nhạc sĩ thì lại hát nhạc của mình. Và mỗi người thì nói gì nói biến tấu lắm cũng một hai style thôi chứ đâu có phải biến tấu đúng gì. Vậy nhưng mà rõ ràng là chúng ta cũng nhìn thấy được là anh Phạm Khánh Hưng, cái thế mạnh của anh chính là khả năng sáng tác hơn là cái giọng hát. Mười mấy năm rồi để đó. Bây giờ sáng tác lại nó như thế nào đó là một dấu chấm hỏi nha. Em cũng trông chờ nha.
anh Hưng ơi, nếu mà được thì anh hãy gửi cho em nghe trước cái bài comeback của anh được không? Em chưa sáng tác lấy gì có. Ôi trời đất ơi, cái gì mà bây giờ còn chưa sáng tác nữa. Để những người như là Châu Đăng Khoa tung hoành đi, từ từ người ta đến sao? Ủa vậy rồi sao cái dự án này làm cái gì? Ủa thì đi về Mỹ ngủ tiếp hả? Kệ nó, người ta làm gì người ta làm cho nó vui được rồi. Ok, nói vậy thôi tôi sẽ không quan tâm về cái sản phẩm này nữa. Tôi sẽ không share lên Facebook luôn. Ủa em có share hả? Em có share bao giờ chưa mà em nói vậy Khoa? Phải hay thì mới share chứ. Thiệt ra mọi người cho Đăng Khoa share một bài không phải là hay hay dở, mà tùy vào cái chuyện là mối quan hệ của cho Đăng Khoa và thích người đó như thế nào. Tại vì tôi biết cho Đăng Khoa share rất là nhiều bài nó như thế nào rồi. Mọi người nghe cho Đăng Khoa nói như vậy là mỹ dân thôi, chứ còn tôi là quá hiểu bản chất con người đó, và tôi cũng không có đòi hỏi gì từ những cái con người như vậy cả. Cho nên nói gì mà kệ, tôi đã hiểu tấm lòng, tôi đã scan x-quang MRI CT vô con người của em luôn rồi. Tôi rất là trông chờ bài hát mới của anh Phạm Quang Hưng nha. Nếu như mà ảnh ra bài mà tôi cảm thấy trời ơi nó hay quá thì chắc chắn tôi sẽ share luôn, và tôi sẽ ré lên thật to. Và chúng ta khép lại tuần này với Vivu của Bùi Lan Hương mà phiên bản mới Live Studio Section. Em có theo dõi cái section mới của Hương không? Em cũng có theo dõi, đặc biệt là thấy Hương ngày càng đẹp gái nha. Đẹp chứ. Lần này Hương trở lại với những ca khúc cũ của mình, tuy nhiên là được làm mới lại hoàn toàn luôn đó mọi người. Thu live. Cái chuyện thu live là một phần thôi. Cái phần quan trọng nữa là những cái tư duy làm nhạc ở cái thời điểm hiện tại á, nó rất là khác biệt với 5 năm trước của Hương. Và mọi thứ được nhìn nhận lại mọi người. Nếu mà nghe kỹ lại cái bản của trong cái live session này với lại những cái bản Hương ra cái đây 5 năm, mọi người sẽ thấy là những cái bản trong live session này âm nhạc của nó hả tươi mới hơn, refresh hơn, cuốn hút hơn và phù hợp, hiệu quả hơn rất là nhiều ấy. Chị thích cái chất rock của cái phần live studio section này. Bài hát nào cũng pha thêm cái chất rock mà nó đúng cái gu của chị, cho nên là chị thích lắm. Đây thiệt ra chỉ là cái dự án khởi động của Hương thôi á Khoa. Tức là bạn sẽ còn ra album và năm nay bạn sẽ làm concert cho mình. Tính ra là năm nay có rất là nhiều người ấp ủ làm live show, ấp ủ làm album và những cái kế hoạch đó. Chị tin rằng là tầm tháng 6, tháng 7 tới cuối năm là mọi người sẽ tranh nhau rất là quyết liệt trên thị trường âm nhạc. Thì không biết là liệu Sophia với Châu Đăng Khoa của chúng ta có bị áp lực bởi những cái điều đó hay không? Thật sự là Khoa đang rất là chán bản thân mình ấy. Rồi suốt một thời gian dài dường như là Khoa bị stuck á mọi người. Không có làm được cái gì mà giống như là mình mong muốn. Khoa cảm thấy bế tắc với lại mọi thứ lắm. Có nghĩa là những cái khúc mới Khoa vẫn viết ra đấy, nhưng mà cái phần sản xuất cũng giống như cái phần lựa chọn ca sĩ hát á, sao mà nó cứ trục trặc hoài, chẳng biết làm sao luôn á. Mình cũng đâu biết sao, nhưng mà nghe nói bây giờ cách C ghê lắm, tại đụng bài nào hit bài đó, cho nên là cách C không ai có tiền đâu mà trả. Yeah, ngoài mua hết trơn. Tại vì em mắc quá, em giảm giá xuống đi. Thôi chị không, nhưng biết là em sẽ không bao giờ giảm giá đâu. Em sẽ lựa chọn cái việc là vẫn giữ cái giá của mình, đó cái giá trị riêng của mình, nhưng mà em sẽ làm mọi thứ nó tốt lên. Đấy mọi người, tức là đụng vô là phỏng tay à. Thành ra đâu ai dám đụng, tại vì kinh tế khó khăn mà người ta đâu dư tiền tới nước mời một người xong mà trả cái tiền của Khoa thôi, nghe chưa, tới tiền MV hình ảnh thôi mà đã choáng váng mặt mũi. Trời ơi chị đừng có nói như vậy, trời ơi mọi người tưởng thật bây giờ đó, tội nghiệp em. Rồi vậy là bây giờ ngoài cái bài của Sophia ra mình có thích bài nào không? Không. Thật là tàn nhẫn mọi người ạ. Hy vọng là tuần sau có bài mới, sẽ có những cái bài hát mà nó mới mẻ hơn, refresh hơn và hấp dẫn hơn. Hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau, chắc chắn Khoa sẽ lại ngồi đây nữa. Tạm biệt. Xin chào tạm biệt.